lành, mang thân thai quang lâm phàm thế, vui mừng thay hoa đàm đã nở sông núi hoang ca, thiên long trỗi nhạc các trời rải hoa, chín rồng tâm Phật tại ta bà bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ, màu nhiệm thay bao trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con cung kính quỳ trước đài vàng trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lại mừng từ phụ kim thân cả dương công đức bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tùng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất. Giờ này ba nghiệp thanh tịnh một dạ viên minh, hương hoa phụng hiến lễ nhạc cung nghinh, kính lễ thái tử đạt ra ngày lành giáng thế, tôn vinh ta bà giáo chủ con khác miệng chung lời nguyện Phật từ bi chứng giác. Chúng con cùng tất cả chúng sanh nghĩ rằng sanh nhầm thời mạt pháp, được gặp Phật kiếp này, đó là phúc may nhờ ơn dày con nguyện xin đáp đền ơn lớn, gắn học đạo từ bi Phật pháp tăng tam bảo, suốt đời nguyện phụng trì. Đến đây lư vàng vừa bén, khói trắng bay xa, thần kinh thiết tha đầu bái bạch. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phục nguyện từ thể công dời pháp luân thường chuyên, ban cho con sẽ bảo ngưu xa mau ra nhà lửa, truyền cho nhân thế lời vàng lộc nguyên, sớm thoát đường mê. Pháp hội nghiêm nhiên linh sơn còn mãi, ơn như thương hải đức tờ thanh, chúng đặng nghiêng mình hòa nam bái bạch. Chỉ tâm đảnh lễ dưới cây vơ, đàn sanh thị hiện Bồ-Tát.
đảnh lễ với cây vơ đàn sanh thị hiền.
trường kim tướng Phật tổ sơ sanh. Cuối xin Đức Phật từ bi ai lân đạp thọ. Phục nguyện một khóa đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông. May mắn biết bao cho ta mà thế giới vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời. Từ nay bể khổ gặp thuyền, từ đường mê nhờ đuốc tuệ. Phật tánh là muôn loài vốn có, mê tâm riêng kẻ nào không. Mê lầm giác ngộ tự tánh lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định. Gắng sức tô bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quá lành, chúng con rồi sẽ thành Phật. Đức Phật là Phật đã thành. Lại nguyện đạo pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh, trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thành trì. Tín đồ Phật tử phước thọ hương đinh, pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo.